Chương trình họp mặt mừng Tết cổ truyền cho Tây Nam Thơ Mây gồm những nghi lễ văn hóa đón năm mới và các trò chơi truyền thống được tổ chức ngay trong khuôn viên của Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia nhằm giáo dục cho các em sinh viên hiểu về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc cũng như tạo sân chơi lành mạnh cho các em để góp thêm không khí vui tươi đón chào năm mới. Năm nay bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 làm cho chúng em là du học sinh, sinh viên đang học tập tại Việt Nam không được về nước. Do vậy nên Tổng lãnh sự quán đã tổ chức chương trình này nhằm cho chúng em là sinh viên được sự ấm áp, không có cảm giác bản thân cô đơn. Chúng em rất vui vì năm ngoái chúng em không được đón Tết trên Nam Thơ Mây. Được Tổng lãnh sự quán tổ chức như thế này làm cho chúng em cảm thấy như mình đang thực sự ở nhà của mình. Là Tết của sự yêu thương và chia sẻ, Tổng lãnh sự quán Campuchia mong muốn các em sinh viên đón Tết cổ truyền tại Việt Nam với tinh thần vui tươi, đoàn kết, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập để trở thành cầu nối của hai nước trong tương lai. Mục đích quan trọng của buổi họp mặt này, thứ nhất là thực hiện theo chỉ đạo của Samdet Thủ tướng Chính phủ, cho phép tổ chức họp mặt cho Tây Nam Thơ Mây cổ truyền của dân tộc Khmer ở khắp nơi có thể tổ chức được. Thứ hai, việc tổ chức cuộc họp mặt này nhằm tăng cường tinh thần văn hóa dân tộc, tham gia Tết cho Tây Nam Thơ Mây của tất cả người dân trong nước, để cho các em hiểu về truyền thống của Tết cho Tây Nam Thơ Mây Khmer, cũng như các em có cơ hội đoàn kết, gặp gỡ nhau và củng cố tình anh em. Nhân dịp này, Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao học bổng cho các em sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động đoàn thể, các hoạt động đối ngoại, góp một phần nhỏ của các em để xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng bền chặt.